Cái môn này xuống thì cô thấy ở trong danh sách có 52 bạn đăng ký. Trong đó là lớp quản trị K42 của mình đó thì là 47 bạn. Và 5 bạn thì thuộc lớp quản trị K41. 5 bạn lớp quản trị K41 hôm nay có đi học không nhỉ? Thường là các bạn khi mà học lại thì các bạn rất là hay bị gọi là bị trùng thời khóa biểu đó. Cho nên là cô sẽ trao đổi để mà theo nguyện vọng của các bạn là các bạn có muốn làm một cái group riêng. Tức là cái môn này chúng ta sẽ thảo luận nhóm và làm việc nhóm rất là nhiều. Thì nếu như các bạn học K41 mà có nguyện vọng lập chung nhóm với lớp mình á, thì các bạn báo lại với cô để cô dồn 5 bạn này vô một nhóm để tránh cái trường hợp là ví dụ như trùng thời khóa biểu á. Ví dụ như hôm đó các bạn phải học một cái môn nào đó mà giáo viên người ta cho làm bài kiểm tra hay gì đó thì các bạn không học cái môn này được. Và ngày hôm đó thì vẫn có cái việc là thảo luận nhóm hoặc là làm bài tập nhóm gì đó. Thì nếu như mà cô phân các bạn luôn vào trong những bạn của lớp quản trị K42 thì sẽ xảy ra cái trường hợp là bạn không có mặt thường xuyên để mà tham gia cùng với nhóm á. Thì theo kinh nghiệm trước đây á, thì rất là phức tạp cái chỗ này. Cô ơi là chị đó hoặc anh đó là không có mặt để mà thảo luận chung với nhóm tụi em, hoặc là thậm chí nếu như phân nhóm ngẫu nhiên thì có thể là hai bạn lớp quản trị K42 vào trong hai hai bạn của K41 vào K42 chẳng hạn. Thì là than phiền là tại vì là tụi em có ba người thôi vân vân thì là không có làm được việc gì đó. Rất là nhiều các cái lý do khác nhau cho nên là cô muốn hỏi ý kiến của các bạn trước ha để mà cô lập nhóm. Nếu như các bạn học lại mà có nhu cầu làm một cái nhóm riêng á để mà các bạn dễ thảo luận cũng như là không ảnh hưởng tới tới cái thời khóa biểu á thì các bạn báo cho cô. Còn lại 47 bạn lớp quản trị K42 thì cô sẽ phân nhóm cho các bạn ha. Thông thường thì một nhóm của chúng ta sẽ là 5 người. Rồi hiện tại thì cũng đã được 40 bạn rồi ha, 40 bạn vào lớp rồi. Rồi các bạn có thấy được cái màn hình cô share chưa ha? Các bạn ơi, các bạn có nhìn thấy cái màn hình của xe Dạ thấy. không? Ok, rồi thì đầu tiên thì cô muốn giới thiệu với các bạn sơ sơ qua cái môn học này của chúng ta đúng không ạ? Thì các bạn cũng không biết là các bạn học qua cô lần nào chưa nhỉ? Trước đây đã học cô môn nào chưa? Không biết là cô dạy lớp các bạn chưa nữa, dạy nhiều quá là quên hết rồi. Nếu có thì là môn nguyên lý marketing thôi đúng không? Mà nếu chưa thì cô xin giới thiệu lại, cô tên là Trâm ha, họ và tên đầy đủ như các bạn thấy đây là Phạm Thị Ngọc Trâm và cô là giảng viên của khoa Kinh tế Quản trị Kinh doanh thuộc bộ môn Quản trị Doanh nghiệp. Trong học kỳ này thì cô được phân công hướng dẫn cũng như giảng dạy các bạn ở hai hình như là hai học phần lận đó. Một học phần là bán hàng và quản trị quan hệ khách hàng và một học phần đó là quản trị thương hiệu thì hai môn này cô thấy đều xếp ở trong học kỳ này và hình như là của lớp mình luôn thì phải thì
Hiện tại thì đã có thời khóa biểu của môn bán hàng và quản trị quan hệ khách hàng rồi, thì chúng ta sẽ bắt đầu với cái môn học này. Thì đối với môn học này đó thì cái kiến thức của nó không phải là mới đâu các bạn ơi. Các bạn bây giờ là học qua năm thứ tư rồi đúng không nhỉ? Phải là học kỳ 7 không? Một học kỳ này xong rồi là các bạn làm chuyên đề là ra trường rồi đúng không? Những cái môn chuyên ngành ví dụ như là bán hàng, ví dụ như là thương hiệu, ví dụ như là những cái môn mà ví dụ như là quản trị quảng cáo nếu có vân vân, thì nó đều dựa trên những cái kiến thức cơ bản mà các bạn đã học ở trong môn nguyên lý marketing. Và ở đây chúng ta chỉ gọi là tìm hiểu đào sâu hơn một tí xíu, nó đi vào cái những cái kỹ thuật ở trong một cái nghề cụ thể, hơn là việc là chúng ta tìm hiểu nó ở một cái mức độ là cơ bản, gọi là cạn cạn như là marketing. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi đi sâu vào trong một cái vấn đề hơn, và chúng ta cũng sẽ dựa trên cái nền tảng, những cái nguyên tắc, những cái nguyên lý ở trong cái môn nguyên lý marketing để mà chúng ta tìm hiểu và đào sâu những cái kiến thức này. Thì nói qua với các bạn một chút xíu về cái môn học này, đó là trước đây thì ở trong cái chương trình cũ của chúng ta đó, thì cái môn học này là môn học quản trị bán hàng. Đó, môn học quản trị bán hàng. Tức là khi các bạn học quản trị bán hàng có nghĩa là gì ạ các bạn? Quản trị là gì các bạn ơi? Quản trị có nghĩa là chúng ta làm gì ạ? Là một cái quá trình chúng ta lập kế hoạch, đúng không? Rồi chúng ta xếp đặt mọi thứ, vân vân, tổ chức, kiểm tra, kiểm soát để mà thực hiện một cái vấn đề gì đó. Thì ở đây quản trị bán hàng có nghĩa là các bạn học về những cái vấn đề liên quan đến việc các bạn có thể set up được một cái hệ thống bán hàng trong cái doanh nghiệp nào đó. Ví dụ như là các bạn phải tổ chức được cái kênh phân phối, đúng không ạ? Các bạn phải tuyển chọn, lựa chọn được nhân viên bán hàng, các bạn phải đào tạo được đội ngũ nhân viên bán hàng của các bạn. Các bạn phải lập được cái chỉ tiêu, các bạn phải lập được cái router, tức là cái lộ trình bán hàng cho nhân viên bán hàng của các bạn. Rồi khi nhân viên của bán hàng của các bạn đi ra ngoài bán hàng thì các bạn phải kiểm tra, kiểm soát họ để coi họ chạy chỉ tiêu có được hay không. Rồi họ có gặp vấn đề gì trong việc xử lý những cái thương vụ hoặc là thiết lập các cái mối quan hệ đối với khách hàng hay là không. Có đúng không ạ? Rồi là các bạn làm gì nữa ngoài cái việc mà các bạn tổ chức một cái mạng lưới như vậy và các bạn đưa nhân viên ra ngoài đi bán hàng như vậy, thì các bạn còn phải làm gì? Các bạn còn phải thiết lập được mối quan hệ với ai ạ? Với hệ thống phân phối nữa, tức là đối tác của mình, khách hàng B2B, đúng không? Khách hàng B2B. Nhân viên của chúng ta sẽ làm việc với các cái điểm outlet ở trên thị trường. Còn các bạn thì các bạn sẽ phải lựa chọn và set up những cái khách hàng B2B, ví dụ cụ thể như là những cái nhà bán sỉ và những cái nhà phân phối ở trên thị trường của chúng ta. Vậy thì các bạn phải quản lý họ qua những cái hợp đồng. Các bạn phải quản lý cái gì ạ? Quản lý về kho, quản lý về doanh thu, về chỉ tiêu, về những cái hạn mức, rồi là những cái quy định trong cái việc là quản lý vùng, đúng không? Dạ Các bạn rồi nghe lại được chưa ạ? Dạ rồi cô. Rồi Hương Tuấn Anh ha. Rồi hồi nãy thì cô đang nói tới cái vấn đề là cái môn học này mà các bạn học ở cái vấn đề về quản quản trị bán hàng á, thì là các bạn có thể hình dung là các bạn đang là một cái người là hay nói khác đi là giám đốc bán hàng, hoặc là cấp độ thấp hơn thì các bạn là giám sát bán hàng ở một cái vùng nào đó. Thì các bạn cũng phải quản lý được nhân viên của mình, quản lý được cái doanh số của mình, quản lý được khách hàng B2B hoặc là nhà phân phối ở trong vùng của mình. Tuy nhiên là các bạn thấy là gì ạ? Ở gần đây thì cái marketing đó, khi các bạn học về marketing đó, thì các bạn cũng sẽ thấy một cái sự chuyển đổi từ cái mass marketing sang cái customization marketing, tức là
không có làm marketing đại trà nữa mà mình bắt đầu làm gì các bạn? Marketing quan hệ, đúng không ạ? Marketing quan hệ với từng khách hàng ấy. Và đặc biệt hơn đó là ở trong mỗi cái doanh nghiệp đó, khi mà người ta có được khách hàng, mặc dù khách hàng đó có mua hàng của mình hay không, trước đây ấy, thì một khách hàng mua hàng của mình ấy, thì trở thành một khách hàng active, tức là một cái khách hàng mình sẽ quan tâm tới họ, à để mà mình chốt sale, mình có được cái doanh số từ khách hàng đó. Tuy nhiên hiện nay ấy, thì người ta quan trọng cả những khách hàng mà họ họ chỉ là quan tâm tới doanh nghiệp mình ở một cái mức độ nào đó thôi, nhưng mình có thể khai thác được những cái giá trị khác từ họ. Họ không mua nhưng họ có thể là đi giới thiệu một khách hàng nào đó cho mình chẳng hạn. À, cô lấy ví dụ là có một cái cô ở một cái ngân hàng nào đó, cô rất là hay gọi điện cho cô, bởi vì cô gọi điện, tức là các bạn thấy một cái hình thức hiện nay người ta hay sử dụng ở trong bán hàng đó là telesale, đúng không? Các bạn ngồi ở nhà, các bạn đang học say sưa hay là không say sưa hay chơi game gì đó thì cô cũng không biết được mấy đứa đang làm cái gì, nhưng mà đại khái là đang làm cái gì đó thì có một người gọi điện tới và chào hàng các bạn. À, có phải là em là gì đó, em đang ở Đại học Đà Lạt, em học quản trị kinh doanh phải không? Dạo này dịch như vậy thì em có gặp khó khăn về tài chính không? Bên chị cho vay nặng lãi này em. Ví dụ như vậy chẳng hạn, đúng không ạ? Thì đó chính là telesale. Thì cô này cô gọi điện tới cho cô hỏi là chị ơi chị có cần xài cái dịch vụ tài chính này này kia kia hay không, ABC gì đó, và cô trả lời là thôi cô không có cần. À, nhưng mà cái chị này chị nói chuyện rất là dễ thương và rất là lịch sự, và nếu mà không cần thì em xin phép đó là ngắt cuộc gọi tại đây. Tuy nhiên em cũng giới thiệu em là Ly ở ngân hàng ABC nào đó, và em xin lưu lại cái thông tin của chị làm cái thông tin khách hàng bên em. Thì có gì lâu lâu em sẽ gọi điện trao đổi với chị nếu như bên em có những chính sách nào đó mà em thấy phù hợp với chị, vân vân. À, rồi ok. Và các bạn biết là cổ xin phép cái bạn Zalo với cô, và cứ gì ngày 8 tháng 3, ngày 20 tháng 10, và khi cô làm giáo viên á, thì 20 tháng 11 thì cô này đều gửi một cái lời nhắn, tức là không có phải là gửi cái tin nhắn tự động ha, mà soạn tin là chúc mừng chị Trâm như thế này như thế kia, và cái ngày này chúc chị vậy vậy kia kia đó. Và lâu lâu thì cũng sẽ gọi điện, và những cái ngày lễ đặc biệt là sinh nhật vân vân thì cũng sẽ gọi điện để mà chúc mừng sinh nhật thôi. Và cũng nhắc lại là bên em cung cấp các dịch vụ đó, đó. Khi nào mà chị có nhu cầu thì nhớ tới em nha chị. Mặc dù là tới tới thời điểm này nè là 2 năm hay 3 năm gì đó rồi, nhưng cô vẫn không hề có nhu cầu sử dụng cái dịch vụ đó. Nhưng các bạn biết sao không ạ? Cách đây khoảng cỡ gần nửa năm ấy thì có một cái người bạn của cô lại hỏi là ê Trâm ơi, Trâm có biết là cái ngân hàng hoặc là cái ngân hàng nào có cái gói dịch vụ đó mà tốt tốt hay không? Thì tự dưng cô nhớ ngay tới cái cô Ly này, tại vì cổ rất là dễ thương, đúng không? Cổ rất là dễ thương và mình cảm thấy cổ chăm sóc khách hàng rất là tốt, và cô sẽ hình dung là gì là ở cái khách sạn cái ngân hàng đó rất là ok đó. Và cô giới thiệu cho bạn của cô, và bạn của cô gọi điện cho cái cô Ly đó, và cô Ly đó được một cái khách hàng từ một người không phải là khách hàng. Đó chính là cái việc quản quản trị quan hệ khách hàng đó các bạn, duy trì cái mối quan hệ với những người là khách hàng, có thể là khách hàng của mình, để mà mình khai thác cái giá trị. Rồi các bạn thấy là từ một người không không phải là khách hàng của mình cũng có thể khai thác từ họ qua những cái mối quan hệ khác, họ có thể đem khách hàng tới cho mình, đúng không ạ? Còn giả sử như cô sử dụng cái dịch vụ đó thì cô chính là một người khách hàng rồi, và tất nhiên cô sẽ họ sẽ đưa ra những cái chương trình ưu đãi và theo dõi khách hàng là cô, để mà sau này bán tiếp cho cô những cái dịch vụ khác nữa, ví dụ như là người ta gọi là upsell hoặc là cross sell, tức là upsell ví dụ như cô mua cái gói là 100.000 rồi, sau đó là chị ơi chị bây giờ em thấy cái gói 150 nó lợi hơn rất là nhiều bởi vậy vậy kia kia, giờ chị mua gói 150 đi chị, cái đó gọi là upsell, tức là mua cái dịch vụ sản phẩm đó nhưng cái gói nó lớn hơn, cái giá trị nó lớn hơn. Đó. Hoặc là cross sell tức là mua bán chéo, tức là cô mua cái gói này rồi xong rồi cô sẽ tư vấn là chị ơi bây giờ chị mua cái gói này rồi nè, bây giờ chị mua thêm cái gói này nè thì nó sẽ hỗ trợ như thế này như thế kia, và đó gọi là cross sell. Cứ như vậy mình sẽ khai thác từ từ, khai thác từ từ, gọi là gì các bạn, hãy moi tiền từ khách hàng thông qua việc mình thiết lập cái mối quan hệ lâu dài với họ, chứ không phải là chị ơi em bán cho chị cái này 10.000 rồi chị về chị mua chị xài đi, còn kệ chị, còn sau đó em không biết gì tới chị nữa, đúng không ạ?
À, thì bây giờ người ta quan tâm tới việc quản trị cái mối quan hệ này, và khi có được khách hàng rồi, khi có được một khách hàng nó khó lắm các bạn ơi, đúng không ạ? Thì bây giờ nói tới cái nghề sale đó, tại sao lại nói là có một khách hàng mới khó? Bởi vì khi mà chúng ta thuyết phục được khách hàng chốt một đơn hàng, cái người bán hàng á phải cực kỳ kiên nhẫn. Cho nên cô Minh hay nói đùa là gì ạ? Những người đi bán hàng á, cái tính mà đầu tiên phải có là kiên nhẫn. Không bao giờ mình chào hàng lần đầu tiên mà người ta mua đâu các bạn ơi. Mình phải chào hàng tới lượt thứ 9, tới lượt thứ 10 á, người ta mới mua. Đứa nào mà không có kiên nhẫn á, chào một hai lần mà người ta không mua, bỏ, chẳng bao giờ có được khách hàng hết. Thì các bạn thấy là cái tỷ lệ chuyển đổi khách hàng á, là ở những cái công ty mà gọi là có cái tỷ lệ chuyển đổi cao á, thì nó cũng chiếm khoảng độ 10% tới 15% thôi. Tức là các bạn gọi điện 100 cuộc điện thoại thì các bạn chỉ có 10 cái đơn hàng thôi, đúng không ạ? Đó là cái tỷ lệ cực kỳ cao rồi. Còn cái việc mà các bạn gọi 100 cuộc điện thoại chốt được một đơn hàng thôi đó thì cũng đã rất là may mắn rồi, từ bởi vì mình có được một đơn hàng. Nhưng mà mình phải kiên trì, bởi vì có được một khách hàng không phải là dễ ha. Cho nên là các bạn sẽ hình dung cái chi phí để mà chúng ta lôi được một khách hàng về đó, nó rất là cao so với chi phí mà chúng ta giữ khách hàng này lại. Lần sau là chị ơi thấy sản phẩm bên em ok không, mua thêm nha chị. Rồi gửi cho chị đi em. Không tốn gì hết, từ một cuộc điện thoại thôi. Thậm chí là gì ạ, khi các bạn có được một cái chương trình quản trị quan hệ khách hàng tốt đó, thì các bạn còn khai thác được nhiều yếu tố hơn nữa. Các bạn làm gì ạ, các bạn dụ khách hàng mua nhiều hơn, đúng không ạ? Các bạn moi được tiền nhiều hơn nữa, rồi các bạn sẽ, khách hàng đó sẽ làm gì, đưa thêm khách hàng mới tới cho các bạn nữa, lợi ích rất là nhiều. Và khi mà chúng ta học vào đó, thì các bạn sẽ thấy là các cái công ty hiện nay người ta sử dụng những cái chương trình, những cái hệ thống CRM, tức là Customer Relationship Management, tức là quản trị quan hệ khách hàng á, ứng dụng công nghệ thông tin. Bởi vì bây giờ mình đang ở gọi là cái thời đại 4.0, 5.0 gì đó. Ở Việt Nam mình thì 0.4 thôi, nhưng mà cũng phải đuổi kịp, đúng không? Cho nên là các bạn sẽ thấy được cái hiệu quả của cái việc là chúng ta ứng dụng cái quy trình CRM vào, nó sẽ tăng cái hiệu quả kinh tế lên như thế nào, đặc biệt là trong cái thời kỳ chuyển đổi số hiện nay. Đó là lý do vì sao từ cái môn quản trị bán hàng thì khoa của chúng ta khi viết cái chương trình đào tạo mới đó, để mà giảng dạy đó, thì cũng đã đưa thêm một cái phần đó là quan hệ khách hàng vào. Rồi tuy nhiên là các bạn biết rằng là khi mà ghép hai cái nội dung này vào rồi đó, thì nó xảy ra một vấn đề là gì, cái lượng kiến thức của chúng ta cực cực kỳ nhiều luôn. Bởi vì trước đây là cái môn quản trị bán hàng rồi, đúng không ạ? Còn bây giờ vừa bán hàng vừa quản trị quan hệ khách hàng nữa chứ. Mà quản trị quan hệ khách hàng là một, gọi là một cái khối lượng công việc cũng như một cái khối lượng kiến thức mà nó rất là rộng, để mà các bạn có thể làm được nó thì các bạn phải đi học một cái khóa riêng, thậm chí là một cái môn học riêng, bởi vì nó sử dụng cả gì các bạn, cả những cái quy trình, những cái kiến thức về bán hàng, kiến thức về marketing, những cái kỹ năng mà để mà chúng ta thiết lập cái kế hoạch. Đồng thời là chúng ta còn phải một phần là gì ạ? Phải 50% cái việc là các bạn sử dụng thành thạo một số các cái công nghệ, gọi là sử dụng công nghệ thông tin đó, để mà quản quản trị quan hệ khách hàng. Ví dụ như là các bạn phải hiểu cái quy trình trong CRM nó đi qua bao nhiêu bước, và mỗi bước như vậy đó thì nó sẽ diễn ra như thế nào. Cho nên là rất là khó. Bởi vậy là các bạn thấy ở trên thị trường hiện nay có những công ty người ta bán cho các doanh nghiệp cái gì ạ? Cái phần mềm để quản trị quan hệ khách hàng, tức là người ta set up sẵn cho mình cái hệ thống rồi, và mình cứ như thế mình làm thôi. Ví dụ như là người ta set up cho mình sẵn cái việc là vào ngày lễ Quốc Khánh á, thì sẽ gửi một cái email hoặc là một cái tin nhắn tới cho toàn bộ tệp khách hàng của mình để mà chúc mừng. Rồi rồi ví dụ như là trong cái ngày Quốc Khánh đó đó, thì trong cái tệp khách hàng á là phải chia ra làm hai đối tượng nữa. Một cái đối tượng á, là có doanh số là 10 triệu trở lên, và một cái đối tượng là doanh số 10 triệu trở xuống.
cái đối tượng nào mà doanh số 10 triệu trở lên á, thì mình sẽ thêm vào một cái thông điệp là các anh chị mua hàng đi sẽ được tôi giảm giá cho 5% hay 10% gì đó. Còn cái đối tượng á mà doanh số dưới 10 triệu thì thôi khỏi cũng được, tặng cho họ cái voucher gì đó để tích lũy điểm thôi. Đó. Thì trên cái hệ thống này người ta đã set up cho mình sẵn những cái lệnh như vậy rồi, và mình sẽ chỉ việc gì ạ? Gọi những cái câu lệnh và những cái thao tác ở trên cái phần mềm đó thì nó sẽ gửi cho mình rồi. Đó. Các bạn sẽ thấy là có những công ty người ta đưa ra những cái phần mềm như vậy, và Misa nè, rồi là ví dụ như là Novaland nè, là những cái tập đoàn, những cái công ty lớn mà đang phát triển rất là mạnh về những cái phần mềm để mà hỗ trợ trong cái việc là kinh doanh số, về cả marketing online, về cả sale online, về cả CRM vân vân. Nói thì các bạn thấy là cái mảng CRM hiện nay nó rất là quan trọng đối với các doanh nghiệp. À, thì các bạn cũng sẽ, nãy giờ cô nói thì các bạn cũng sẽ hình dung được là trong môn này mình học cái gì rồi đúng không ạ? Làm thế nào để mà bán được hàng, mà để bán được hàng á thì phải hiểu hiểu khách hàng, tức là phải tìm hiểu về khách hàng của mình đúng không ạ? Làm thế nào để có được cái danh sách khách hàng để mà chúng ta đi đi chào bán hàng. Và các bạn biết là các bạn có thắc mắc là gì ạ? Trời ơi, cô nói là học cái môn quản trị bán hàng này, em ra em rằng quản lý bán hàng mà tự nhiên bắt em á là đi đi bán hàng là sao? Thực ra là gì? Ở trong cái nghề bán hàng á, các bạn phải biết là gì ạ? Không phải là tự nhiên các bạn nhảy ra các bạn lên các bạn lăn xích liền được. Đúng không ạ? Các bạn phải biết cái gọi là cái nghiệp vụ ở cái kỹ thuật sale như thế nào để mà các bạn hướng dẫn lại cho nhân viên của mình, các bạn phải biết cái vấn đề đó trên thị trường nó như thế nào, và để mà các bạn biết được á thì các bạn làm gì ạ? Phải làm. Thì ở đây sẵn mình nói luôn với các bạn là gì ạ? Rất nhiều các bạn học ở chương trình đại học xong, các bạn ra các bạn đi làm, thậm chí cũng không cần đi làm nữa, qua học kỳ sau các bạn đi thực tập đó, thì các bạn sau khi thực tập thì cô hướng dẫn rất là nhiều sinh viên rồi, và các bạn quay về các bạn nói là ủa cô ơi, sao ví dụ như em làm cái đề tài về bán hàng nè, em làm cái đề tài về marketing nè, mà sao em đi thực tập á em không thấy là giống như mình học gì hết vậy cô, người ta làm cái gì á? Các bạn nào gặp phải hoặc là nghe nói về cái trường hợp đó chưa? Rất là nhiều đúng không? Thậm chí là trước khi cô đi dạy thì cô cũng đã làm marketing, tức là làm nhân viên marketing tại một cái tập đoàn ở Sài Gòn. Thì khi mà cô đi thực tập thì cô đã thực tập ở cái tập đoàn đó rồi, và cũng giống như bao nhiêu người khác rất là bỡ ngỡ, nên là mình kêu chứ ủa vô làm gì vậy ta, sao mà những cái thứ mình học sao không thấy gì hết vậy ta. Nhưng mà thật sự khi các bạn làm một thời gian thì các bạn sẽ thấy gì, những cái thứ mà người ta làm á, người ta bỏ qua những cái thứ cơ bản mà các bạn học rồi, bởi vì người ta đi vào nghiệp vụ á, nhưng mà thực ra cái mà người ta đang làm nó vẫn phải dựa trên cái kiến thức mà các bạn đã học rồi á. Nha. Nó cụ thể vào từng cái ngành. Ví dụ như bây giờ các bạn học sale nè, các bạn học bán hàng nè, đúng không ạ? Cô dạy cho các bạn các bước bán hàng là bước 1 là gì, bước 2 là gì, bước 3 là gì, bước 4 là gì, bước 5 là gì, đúng không ạ? Nhưng các bạn đi ra, các bạn đi làm bán hàng, các bạn đi làm bán hàng, các bạn bán xe ô tô, nó có khác với các bạn bán mỹ phẩm không? Tất nhiên phải khác rồi đúng không ạ? Nó có khác với các bạn gọi là đi đi môi giới nhà đất không? Đó cũng là một cái sale đó các bạn, đó cũng là sale đó. Đúng chưa? Rồi, nó có khác với việc là các bạn đứng bán quần áo tại một cửa hàng không ạ? Cái nghiệp vụ cụ thể nó sẽ khác nhau chứ. Cho nên là có những bạn sinh viên khi mà đi gửi đi thực tập ở một cái chuỗi cửa hàng hàng hiệu ở thành phố Hồ Chí Minh về, bạn nói với cô là gì? Ôi cô ơi, sao mà em đi bán quần áo mà nó người ta bắt em làm cái gì á? Hỏi làm cái gì? À ví dụ như là buổi sáng mà em tới em thay ca đó là người ta bắt em phải đi kiểm hàng hết luôn. Tức là cô cứ tưởng tượng em phải kiểm mười mấy ngàn món hàng, tức là đếm cho xong mười mấy ngàn món hàng để mà giao ca đó các bạn. Rồi là em phải đứng nè, rồi khi khách hàng vào thì em phải như thế này, rồi là trong ngày thì em phải học học cái gì, em phải học là cái chất liệu quần áo của cái thương hiệu thời trang này là nó có những điểm nổi bật gì, nó được tạo ra từ đâu, rồi ví dụ như để check cái hàng hiệu này với cái hàng giả thì check ở những cái điểm nào, ngày nào cũng bắt em học những cái đó cả đúng không ạ? Đó là cái nghiệp vụ cụ thể mà chúng ta phải làm đó.
Nhưng mà ví dụ bây giờ các bạn đi bán đi đi môi giới nhà đất á, thì các bạn đâu có phải kiểm hàng đúng không ạ? Các bạn làm gì có hàng mà kiểm à, thì bây giờ là gì ạ? Các bạn sẽ phải làm cái gì ạ? Các bạn phải đi tìm hiểu cái gì, cái lô đất á, hoặc cái vị trí đó, cái ngôi nhà hoặc cái thửa đất đó nó như thế nào, các bạn hiểu về cái sản phẩm đó hướng đông hướng tây phong thủy như nào, lưng giữa núi mặt hướng biển hay là không, đúng không ạ? À, rồi là à, con đường đó thì có kinh doanh được tốt hay là không, con đường đó có ăn hay không, có trong khu vực bị giải tỏa hay không, vân vân, để mà các bạn tư vấn cho khách hàng. Nó khác biệt hoàn toàn, bởi vì hai cái sản phẩm và hai cái nghề, hai hai cái nhóm ngành nó khác nhau, đúng không ạ? Nhưng mà cái mà chúng cái nền tảng mà chúng ta dựa trên nó để chúng ta xây dựng các cái bước, nó đều có những một số hoặc là hầu hết những cái điểm chung nào đó mà khi mà các bạn học trên lý thuyết các bạn sẽ thấy nó phải là như vậy, đúng không? Ví dụ như hồi nãy cô nói với các bạn là gì, phải đi tìm hiểu xem miếng đất đó nó như thế nào, nó vị trí ra sao, nó có thuận lợi hay gì hay không. Rồi bên kia là gì, chất liệu vải này nó như thế nào, được sản xuất ở công nghệ như thế nào, làm sao để phân biệt được thương hiệu này với thương hiệu khác, đồ giả đồ xịn nó khác nhau ở chỗ nào. Cái đó đều là các bạn, nội dung là gì, trong lý thuyết nó gọi là gì ạ, phải am hiểu sản phẩm của công ty mình, nó chỉ là đơn giản như vậy thôi, đúng không ạ? Nhưng mà mỗi một cái sản phẩm nó sẽ dẫn các bạn đi tìm hiểu những cái nội dung khác nhau ứng những sản phẩm đó. Như mình bán xe ô tô nó cũng sẽ khác, đúng không ạ? Các bạn bán máy tính hoặc là máy in vân vân, nó cũng sẽ khác đi từng cái nội dung đó, đúng chưa? Rồi à, đó là lý do vì sao mà chúng ta phải biết về cái nghiệp vụ về bán hàng trực tiếp, tức là mình là người nhân viên đi bán hàng luôn đó. À, cho nên là các bạn thấy ở trong cái môn này học rất là nhiều, học rất là nhiều các bạn ơi. Và thêm một điều nữa đó là gì ạ? Về cái nội quy của cái môn học này đó, gọi là cái quy định đó ha, quy định của cái môn học đó, thì bởi vì là cái môn học này là một trong những cái môn học mà khoa của chúng ta yêu cầu là đăng ký về cái giáo trình điện tử cũng như là giảng dạy online hoàn toàn ở trên hệ thống LMS. Và nếu như sắp tới mà tình hình dịch nó có khả quan hơn đi chăng nữa đó, thì chúng ta cũng cũng sẽ vừa học song song ở hai nơi, tức là giảng thì cô sẽ giảng trên lớp cho các bạn, tuy nhiên của những cái vấn đề về bài học, về kiểm tra, về thi cử, về tham gia thảo luận diễn đàn vân vân thì đều qua LMS hết. Tức là các bạn sẽ tham gia điểm danh nè, rồi là bài tập hay gì đó thì các bạn cũng sẽ nộp thông qua LMS, bài kiểm tra cũng vậy luôn ha. Thì ở trong cái môn học này đó thì các bạn lên trên LMS thì các bạn sẽ thấy là ở đầu tiên ở trong cái môn học của mình đó, thì có một cái diễn đàn thảo luận á, thì cái diễn đàn này chúng ta bắt buộc phải tham gia thảo luận hoặc là tạo chủ đề để cùng thảo luận. Cứ một cái chủ đề nào đó liên quan tới cái môn học này, đúng không ạ? Một cái câu hỏi nào đó hỏi cô để mà cô trả lời cho các bạn, hoặc là đưa lên một cái chủ đề nào đó hay để mà cả lớp của chúng ta và cả cô nữa cùng nhau vào thảo luận với nhau đó, thì bắt buộc phải tham gia thảo luận. Khi tại vì sao gọi là bắt buộc ạ? Bởi vì sau này khi có những cái bài kiểm tra đó thì cô sẽ tạo ra những cái ràng buộc cho các bạn, tức là các bạn phải có bài thảo luận hoặc là các bạn đã tạo chủ đề để mà cùng thảo luận rồi thì các bạn mới được truy cập vào cái đường link đó để mà làm bài, thì đó gọi là bắt buộc, được không ạ? Rồi các bạn phải tham gia đầy đủ các buổi học thông qua cái hình thức gọi là mỗi buổi học. Như vậy thì cô sẽ tạo ra cái một điểm danh ở trên LMS đó cho các bạn luôn ha. Và tại sao gọi là
là phải ha, ghi chỗ này phải đi. Tất nhiên là cái đầy đủ ở đây hả, nó ở một cái mức độ tương đối nào thôi, chứ không thể nào một ngày nào đó các bạn bị đau bụng hoặc là các bạn bị cúp điện hay gì đó, các bạn bạn vắng mất một ngày cô cấm không cho các bạn làm, không phải thì cô sẽ quy định dựa trên cái số lượng điểm danh, tại vì giờ cô không biết đó là cô sẽ điểm danh các bạn bao nhiêu buổi, cho nên là cô sẽ sau khi có đầy đủ các cái buổi điểm danh trước khi cái bài kiểm tra đó, đó thì cô sẽ tạo một cái ràng buộc khoảng cỡ 70 hoặc là 80% trên cái sổ buổi điểm danh cho các bạn. Bạn nào mà đủ cái số điểm đó, đó thì các bạn sẽ được vào để làm bài kiểm tra. À. Đó là một cái vấn đề nữa, đó là về điểm danh. Rồi tiếp theo nữa đó là gì, chúng ta phải thực hiện các cái bài tập hoặc là những cái bài kiểm tra hoặc là tình huống gì đó thông qua cái vấn đề là thảo luận nhóm, hoặc là có thể là có những buổi làm theo cái kiểu cá nhân, đúng không ạ? Mỗi cuối chương thì cô sẽ cho cái bài các bạn, đúng không? Rồi thêm cái gì nữa, sẽ có một cái bài kiểm tra ha, sẽ có một cái gọi là cái bài bài kiểm tra, có những cái mà để thực hiện cái bài kiểm tra này á thì sẽ có những cái ràng buộc ha, những cái ràng buộc mà nêu trên. Về tham gia diễn đàn này cộng với lại là điểm danh vân vân, nếu có nữa. Cô cũng nói với các bạn là gì, ở trong cái môn học này đó thì chúng ta làm việc nhóm rất là nhiều, và cô sẽ đưa ra cho các bạn các cái chủ đề, các cái chủ đề liên quan à, và sẽ giao cho các nhóm chuẩn bị và báo cáo tại các buổi học. Hiện tại thì môn học này ở trong cái đề cương CDIO khi mà cô viết thì cái điểm của các bạn, cái điểm quá trình của các bạn á, nó chiếm 50%, được không ạ? Nó chiếm 50%. Tuy nhiên khi cô viết cái đề cương đó là cái đề cương để cho chúng ta học offline chứ không phải là học online, và khi chuyển qua học online đó thì các bạn sẽ phải làm việc nhiều hơn, đúng không ạ? Các bạn sẽ phải làm việc nhiều hơn để làm gì ạ? Để chúng ta đang cố gắng để mà gia tăng cái hiệu quả học của chúng ta, bởi vì các bạn cũng tự nhận thấy được rằng là khi mà chúng ta học online như vậy cái mức độ tương tác nó không có, và cô cũng không thể kiểm soát được các bạn có tập trung nghe hay là không, đúng không ạ? Rất là khó, cho nên là cô phải đẩy bớt việc về phía các bạn á, để mà các bạn thì cũng là một cách để mà các bạn tự học. Khi mà các bạn mới vô đại học á thì các bạn cũng đã nhập môn đúng không, nhập môn ngành rồi đó, nhập môn ngành hoặc là gì, những cái buổi gì mà hướng dẫn các bạn khi mà các bạn nhập học đó thì cũng đã nhắc đi nhắc lại với các bạn rất là nhiều là gì, lên đại học á giảng viên dạy cho các bạn, không phải là như ở phổ thông nữa, không gọi từ dạy đâu các bạn ơi, hướng dẫn cho các bạn thôi. Tại vì một kiến thức của một cái môn học như vậy này các bạn học không biết bao nhiêu cho hết, được không ạ? Ví dụ như là ở trong cái môn học này nè thì cô sẽ dạy với các bạn cái gì nè, chương đầu tiên là tổng quan về bán hàng và nghề bán hàng, các vấn đề liên quan tới bán hàng. Chương thứ hai sẽ là cái chương gọi là liên quan tới khách hàng, tức là phải tìm hiểu khách hàng, lập kế hoạch tiếp thị, lập kế hoạch bán hàng để mà chúng ta có thể đi bán hàng được. Rồi kỹ năng bán hàng trực tiếp, đúng không ạ? Là một chương về hướng dẫn các bạn làm thế nào để mà bán hàng được, có chào hàng như thế nào, rồi khách hàng chê mắc quá thì sao, chê rẻ quá thì sao. Rồi các bạn phải quản lý được lực lượng bán hàng của các bạn, các bạn phải quản lý được kênh phân phối cũng như là đối tác trên kênh phân phối của các bạn phải học thêm một phần nữa gọi là quản trị quan hệ khách hàng, rất là nhiều,
đúng chưa, rất là nhiều. Mà chúng ta học trong vòng 45 tiết thì hỏi các bạn làm sao hết được đó. Cho nên là gì ạ, từng cái chủ đề như vậy đó các bạn sẽ tự tìm hiểu, đúng không ạ? Một cái chủ đề đó có thể trở thành một môn học thì các bạn biết cái lượng kiến thức nó nhiều cỡ nào. À, cho nên là chúng ta sẽ cố gắng, ha, cô sẽ cung cấp tài liệu cho các bạn để mà các bạn đọc thêm, ngoài ngoài cái việc là chúng ta trao đổi ở trên lớp, tại vì là kiến thức là vô biên mà. Đó thì trên cái đề cương học offline thì nó khoảng cỡ 50%. Tuy nhiên là khi mà chúng ta học online á, thì cái tỷ lệ này nó có thể tăng lên khoảng cỡ 70%, tức là cô sẽ trao đổi lại với lại là trưởng bộ môn cũng như là ban chủ nhiệm khoa để nâng cái mức độ này lên cho các bạn khoảng cỡ là 70% cho cái công việc các bạn bỏ ra và các bạn lấy điểm ở trên lớp thông qua các cái bài kiểm tra này, thông qua các cái bài thảo luận này, thông qua các cái bài báo cáo của các bạn trong các buổi học này. Bởi vì các bạn làm việc nhiều, đúng không ạ? Các bạn phải làm bài tập nhiều, các bạn phải báo cáo nhiều thì rõ ràng điểm của các bạn nó phải chiếm nhiều chứ, đúng không? Chứ không thể nào bắt các bạn làm nhiều vậy xong rồi 30% không được. Đó, cho nên là cô sẽ cố gắng trao đổi để nâng lên là khoảng cỡ từ 70% cho các bạn để đi thi, chỉ các bạn chỉ cần 30% thôi. Rồi các bạn dồn công sức vào đây, chắc là các bạn học thì các bạn cũng đã thấy rồi, khi mà cái lượng điểm phần trăm ở trong cái quá trình học nó càng nhiều thì các bạn càng có lợi, đúng không ạ? Các bạn có khi nào mà điểm quá trình của chúng ta lúc nào cũng cao mà điểm thi kết thúc học phần lúc nào cũng thấp chưa? Có bạn nào nhận rút ra được cái kinh nghiệm này không ạ? Chứ cô thấy lớp nào cũng vậy luôn á, đặc biệt là những cái lớp marketing các bạn chưa có quen với cái hình thức tự học á. À, cho nên là khi mà giao việc cụ thể là em phải báo cáo về cái này thì nhóm làm và báo cáo ok cũng rất là tốt cho 7-8 điểm, xong rồi là ok rồi vậy rồi còn lại đi thi nha. Thế là đi thi không có học, cô thấy cô không giao gì học hết trơn, quyển giáo trình thì dày cộm rồi cô còn cho đề mở nữa, học cái gì rồi đi lên lớp là bà không đi thi là bà không được gì hết trơn. Thành ra là cái điểm quá trình thì 7-8 điểm mà cái điểm thi được có 2 điểm thôi. À, cho nên thật ra là gì, ở những cái năm cuối này thì cô cũng hiểu là các bạn đang cố gắng, đặc biệt là trong những cái môn tự chọn thì các bạn sẽ tìm kiếm một cái môn nào đó gọi là nhẹ nhàng chút, đúng không? Để các bạn làm việc lấy điểm nó cao hơn chứ. À, thì đây cũng là một cái điều kiện cũng như cơ hội để mà các bạn cố gắng làm việc, tuy nhiên hơi cực chút xíu, làm hơi nhiều chút xíu ở trên lớp, nhưng mà cô sẽ cố gắng giao việc thành nhóm cho các bạn, các bạn thảo luận ở trong nhóm và các bạn làm việc theo nhóm cho nó đỡ nặng. Thì thật ra là khi mà chúng ta học online như vậy đó thì làm việc nhóm nó cũng không phải là dễ dàng như là các bạn học ở trên lớp, đúng không? Nhưng mà cũng sẽ có cách thôi. Ví dụ như là các bạn tạo ra những cái group Zalo để các bạn trao đổi làm việc nhóm ở trên đó. Hoặc là thậm chí là các bạn tạo những cái Google Meet như thế này để các bạn thảo luận cũng được nè. Đúng chưa? Rất là dễ thôi. Và các bạn sẽ phân chia công việc cho các thành viên ở trong nhóm ra. Và bởi vì các bạn làm việc nhóm nhiều á, cho nên là cái này là cô cũng cũng nhắc ở đây luôn, và khi mà các bạn nộp bài cuối cùng á và tổng kết lại đó thì cô cũng sẽ nhắc lại một lần nữa, đó là khi cô phân nhóm rồi thì ở trong nhóm á, các bạn sẽ cử ra một nhân vật nào đó có thể là làm nhóm trưởng hoặc là gọi là thay mặt nhóm để mà quản lý các cái thành viên. Ví dụ như cô cho một cái chủ đề nào đó thì cái nhóm trưởng này hoặc là cái quản nhóm này sẽ phân chia công việc hoặc là post lên trên cái Zalo nhóm của mình là cô giao cho nhóm mình cái này nè, hoặc là nhóm mình nhận cái chủ đề này nè, bây giờ mình phải thảo luận bây giờ ai sẽ làm cái việc gì, làm cái gì, đúng không ạ? Khi nào nộp nộp lại như thế nào và theo dõi đánh giá cái mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên. À, để chi để cuối cùng á các nhóm sẽ phải nộp lại cho cô cái bảng tự đánh giá cái mức độ hoàn thành của các thành viên. Bởi vì á khi mà phân nhóm như vậy thì cũng sẽ có một cái bất cập như sau này, nhóm á 5 người nhưng chỉ có 3 người làm hoặc là 2 người làm thôi, còn hai bạn còn lại không thấy mặt mũi đâu hết trơn á, nhưng mà đến hồi vẫn có điểm, đúng không ạ? Bởi vì làm việc nhóm thì cô sẽ đánh điểm chung cho nhóm mà, cho nên là nhóm sẽ phải đưa ra cái bảng tự đánh giá mức độ hoàn thành của các thành viên nhóm này
Ví dụ như là các bạn có thể cho điểm trên thang điểm 10 hoặc là cho mức độ hoàn thành 100%, ví dụ như hoàn thành 50%, 20% gì đó thì cô tự cô tính ra, hoặc là cái gì 1 điểm trên 10 điểm hoặc 10 điểm trên 10 điểm gì đó, thì cô sẽ làm gì ạ? Cô không có cao bằng cái điểm cho tất cả các thành viên nữa, mà đây cũng là một cách để mà công bằng hơn cho các bạn khi mà các bạn làm việc nhóm, có được không ạ? Rồi đó là cái vấn đề về về quy định cũng như là đánh giá ở trong cái môn học này. Thì tới cái lúc đi thi á, thì tới bây giờ cô vẫn không không biết là chúng ta sẽ thi dưới cái hình thức nào, bởi vì dịch nó rất là phức tạp, không biết từ giờ tới Tết có kiểm soát được để mà quay hay là không. Bởi vì các bạn biết là cái đặc thù của trường đại học nó khác với các cái trường học khác. Ví dụ như là trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì các em ở Đà Lạt thôi, đúng không ạ? Và các em đi học thì các em ở trong tỉnh hoặc là ở trong thành phố các em đi học. Thì ví dụ như ở trong thành phố Đà Lạt mình kiểm soát được dịch thì các em sẽ đi học. Nhưng mà các bạn ở đại học thì các bạn cũng biết rồi đó. Bây giờ lớp các bạn có bao nhiêu người ở Đà Lạt? Giờ không lẽ Đà Lạt ổn rồi mình quay lại mình học, còn các bạn ở những cái nơi chỉ thị 15 hoặc là những nơi có dịch chưa quay lại được thì làm sao học? Cho nên là cô chưa hình dung được và chưa xác định được là khi thi thì chúng ta sẽ thi như thế nào. Nhưng mà cũng sẽ nói trước với các bạn là gì? Nếu như mà chúng ta thi offline, nếu như thi offline thì các bạn sẽ làm bài theo cái kiểu là làm bài tự luận, làm bài tự luận, và khi đi thi các bạn được sử dụng tài liệu giấy, tức là các bạn có thể là đem giáo trình vào, các bạn đem sách vào, các bạn lên mạng các bạn in được cái tài liệu nào đó hay ho, làm tài liệu tham khảo các bạn đem vào, các bạn đem một ba lô luôn cũng được, và chỉ được sử dụng tài liệu tham khảo là trên giấy thôi, không có được sử dụng điện thoại di động hoặc là máy tính, được không ạ? Còn nếu như mà chúng ta thi ở cái góc độ là thi online á, thì thông thường cô sẽ cho các bạn viết bài luận theo một số các cái chủ đề nào đó cô cho sẵn các bạn, và các bạn cũng sẽ làm theo hình thức cá nhân. Khi mà thi cuối kỳ thì chúng ta không làm theo nhóm ha các bạn ha, chúng ta sẽ làm theo hình thức cá nhân. Tuy nhiên là để mà dễ dàng cho các bạn thì cô sẽ đưa ra cái hình thức là viết bài luận, tức là viết essay á, tức là một cái chủ đề nào đó và các bạn tìm tài liệu ở trên mạng, tìm tài liệu ở trong sách, các bạn tổng hợp tài liệu và các bạn viết lại giùm cho cô theo cái sự hiểu biết của mình. Cái hình thức này á thì thật ra nó rất là gần gũi với chúng ta thôi, nhưng mà tại sao nghe nó dễ nhưng mà nó lại khó? Bởi vì cô sẽ check đạo văn, tức là các bạn sẽ được cái tỷ lệ đạo văn khoảng cỡ 30%, tức là các bạn copy y chang, copy y chang nó 30%, nó vượt quá 30% đó, thì cô sẽ reject cái bài đấy luôn, tức là cô không công nhận cái bài đó. Cho nên là gì ạ? Các bạn học về kỹ năng quản trị chưa ạ? Các bạn sẽ phải đi tìm tài liệu và các bạn tổng hợp tài liệu đó thành kiến thức của mình. Thực ra khi cái điều cô đang nói với các bạn đây á, không phải là kiến thức của cô tự cô nghĩ ra đâu các bạn ơi. Ví dụ như là học marketing chẳng hạn, không thể nào cô tự nghĩ ra kiến thức đó được, mà là cô đọc được, là cô học được, là cô biết được ở nhiều cái nguồn khác nhau, xong rồi cô truyền lại cho các bạn theo cái cách hiểu của cô, sau khi cô modify nó rồi cô mới xuất ra cô truyền cho các bạn, đúng không ạ? Cho nên một môn học nhưng các giáo viên sẽ có cách truyền tải cho các bạn khác nhau, bởi vì họ modify nó đi rồi, họ 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 tổng hợp rồi và họ nói theo cái cách hiểu và cái họ diễn đạt theo cách của họ, và cô muốn các bạn cũng phải làm được cái điều này. Cô cho các bạn tìm tài liệu thoải mái luôn, lên mạng hay sách hay cái gì cũng được, nhưng mà các bạn hãy đọc và các bạn hiểu và các bạn ghi ra lại theo cái góc độ và cái cảm nhận, cái hiểu biết của bản thân mình, chứ đừng lên mạng copy y chang một cái đoạn này, trời ơi, nhỏ nó viết hay quá mình copy vô, đừng làm vậy các bạn ơi, được không ạ? Và cái điều này á thì nó cũng sẽ, tại sao cô nói vấn đề này ở đây, tại vì sau khi các bạn học học kỳ này xong, các bạn đi 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 làm chuyên đề tốt nghiệp đó, thì kinh nghiệm của cô hướng dẫn chuyên đề mười mấy năm nay rồi, thì cô cũng thấy được một điều là các bạn có rất là nhiều trên mạng. Bây giờ các bạn thấy không, mà tài liệu la liệt luôn, gọi là thư viện luận văn, thư viện chuyên đề, đề tài gì cũng có cả. Thế là các bạn thấy hay, các bạn copy lại y chang. Cái đó gọi là đạo văn, và ở trong nghiên cứu khoa học, ở trong việc là viết những cái báo cáo chuyên ngành đó, thì người ta rất là kỵ
cái vấn đề đạo văn đó. Cho nên là các bạn cũng phải tập cái điều này dần dần đi ha. Đó, cho nên là đó thì cô cũng thông báo với các bạn luôn là hai cái tình huống nó xảy ra khi mà chúng ta thi offline và thi online nó sẽ là hình thức như thế nào. Nó đều dễ cả đúng không ạ? Và thực ra cái môn học này nó không có khó đâu các bạn ơi. Khi mà các bạn học qua chuyên ngành rồi đó thì các bạn hầu như các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ vận dụng những cái kiến thức mà chúng ta đã được tích lũy từ trước tới giờ rồi để mà chúng ta giải quyết một cái vấn đề ở trong kinh doanh nào đó thôi. Và tại sao cô nói nó dễ? Bởi vì là khi mà các bạn thấy ở là ở trong kinh doanh thực tế nó cũng giống như khi các bạn giải quyết tình huống vậy. Một cái tình huống A nó xảy ra, nó không có kết quả đúng hoặc là sai. Đúng không? Ví dụ bây giờ cho một cái phép toán là 2 cộng 2 bằng mấy thì sẽ có bằng 4 hoặc là bằng những kết quả khác thì bằng 4 sẽ đúng, còn bằng những kết quả khác thì sai. Nhưng khi các bạn học ở trong khi đi vào chuyên ngành rồi đó, ở trong những cái tình huống xử lý rồi đó thì nó không có đúng hay sai đâu. Mà các bạn chỉ việc làm cái gì ạ? Các bạn sẽ dùng những cái kiến thức, những cái lập luận của mình để đưa ra cách giải quyết cho nó phù hợp và các bạn bảo vệ, các bạn giải thích cho cái cách giải quyết của mình. Cô cảm thấy logic phù hợp, cô sẽ cho điểm các bạn. Đúng không? Cho nên một cái tình huống cô đưa ra nhóm 1, giám đốc 1. Ví dụ như bây giờ đối thủ cạnh tranh xuất hiện và đưa ra một cái sản phẩm mới rất là hấp dẫn ở trên thị trường. Và nhân viên bán hàng về nói là gì? Sếp ơi, công ty B kìa nó ra một cái sản phẩm hay lắm mà em thấy khách hàng nó thích ghê lắm, biết giờ mình phải làm sao, em sợ mất mất thị trường, mất khách hàng quá. Đó là một tình huống đúng không ạ? Và nhóm 1, công ty 1, ông giám đốc 1, ông hốt hoảng, ông nhảy dựng lên. Ông nói thôi chết rồi, thôi chết rồi. Ngày mai thôi mình giảm giá xuống đây để có gì mình giữ thị phần. Đúng không ạ? Đó là cách xử lý của ông thứ nhất. Vậy thì bây giờ ông thứ nhất cũng hãy giải thích vì sao mà tôi giảm giá tôi giảm giá như vậy á thì cái hệ lụy dẫn tới là gì và cái kết kết quả ưu việt của nó là gì và vì sao tôi làm như vậy. Rồi cái ông thứ hai ông nghe nói vậy, ông cười hề hề, ông nói đây kệ nó, em sản phẩm của mình cứ bán đi đúng không, kệ nó. Tức là ông đang làm gì các bạn? Không làm gì hết đó. Tại sao? Giải thích giùm. Được chưa? Rồi cái ông thứ ba, ông tăng giá lên luôn chứ, đúng chứ, ông tăng giá lên luôn, ông kêu tăng giá lên đi kèm với lại là một cái cuộc promotion nào đó, một cái cuộc thúc đẩy nào đó, một cái cuộc gọi là xúc tiến nào đó để mà tăng cường cái sự nhận biết thương hiệu này lên, và khẳng định cái chất lượng, cái giá trị của sản phẩm của mình lên, hoặc là kèm thêm một cái dịch vụ nào đó đi kèm với cái tăng giá đó để mà khẳng định cái vị trí của mình. Ba cái ông giám đốc này ông làm ba hướng khác nhau á các bạn ơi, nhưng mà ông nào đúng ông nào sai mình đâu thể khẳng định được đâu đúng không ạ. Và khi các bạn giải quyết một cái vấn đề nhưng cũng vậy, các bạn cũng không cần phải đi tham khảo xem nhóm kia nó làm gì đâu, các bạn cứ thảo luận ở trong nhóm, các bạn phân tích cái chuỗi dữ liệu đó ra và các bạn hãy thì giờ làm sao đúng không ạ, và đưa ra cái phương án giải quyết của mình và giải thích vì sao mình dùng cái phương án đó. Nếu như ok là các bạn được điểm, nó dễ là nó dễ cái chỗ đó đúng không ạ, chứ không phải là giờ phải làm theo, phải giải quyết theo cái A này mới đúng này, còn cái A cộng, A trừ, A gì đó là sai hết, không có. Cho nên là nó cũng sẽ dễ dàng hơn cho các bạn khi mà các bạn học tập cũng như là giải quyết những cái vấn đề ở đây. Đó là cái đặc thù của cái ngành của mình đó các bạn, ngành quản trị. Và ở bởi vì là những cái môn học này đó thì khi mà kiểm tra hay là gì đó thì ít khi nào mà hỏi các bạn về lý thuyết đó. Ví dụ như định nghĩa cái này, định nghĩa cái kia, hỏi anh chi trong sách có rồi đúng không ạ. Cho nên thông thường thì sẽ đặt cho các bạn một cái tình huống hoặc là đưa cho các bạn một cái sản phẩm cụ thể biểu các bạn đi bán đi, hoặc là đưa cho các bạn một cái thị trường cụ thể biểu các bạn là hãy set up cái chuỗi bán hàng và cái hệ thống bán hàng của mình ở trên cái thị trường này đi đó. Và mỗi một công ty, một nhóm sẽ set up cái quy trình cũng như là cái chuỗi bán hàng của mình theo cách riêng của mình, và các bạn hãy giải thích vì sao các bạn chọn cái setup đó là được rồi đúng không ạ. Rồi ok, về cái quy định về
Môn học này đó, thì các bạn có thắc mắc cái gì không thì các bạn cứ hỏi nha. Nếu như các bạn ngại phát biểu thì các bạn có thể gõ lên trên chỗ cái ô trò chuyện á, để cô trả lời, với lại là cô cảm thấy là các bạn còn ở đó nghe cô nói không thôi là cô tưởng các bạn đi đâu hết rồi. Rồi, trong khi chờ đợi, nếu như các bạn có câu hỏi gì thì cứ đặt câu hỏi ha, thì cô sẽ quay lại cô trả lời với các bạn. Chia nhóm thì là chia nhóm ngẫu nhiên em ơi, bởi vì là trên ban chủ nhiệm khoa thì đã quy định cách đây khoảng cỡ 1 hay 2 năm gì đó rồi, là các giáo viên là phải gọi là trợ lý giáo vụ sẽ chia nhóm xong rồi đưa xuống cho giáo viên, và giáo viên sẽ phải sử dụng cái nhóm của trợ lý giáo vụ đưa cho từng môn học đó, để tránh cái việc là các bạn sẽ tạo nhóm hoặc là giáo viên sẽ tự phân theo một cái ý thức nào đó mà không công bằng cho các bạn sinh viên á, thì trợ lý giáo vụ sẽ làm cái điều đó và cô sẽ áp dụng cái chính sách cái danh sách nhóm đó cho các cái môn học được quy định. Tuy nhiên ở trên cái hệ thống LMS này thì nó có một cái chức năng đó là cô sẽ chia nhóm tự động được, tức là trên cái hệ thống này người ta sẽ tự chia luôn, chứ cô không cần không 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 có xếp đặt được á. Cho nên là khi mà sử dụng cái hệ thống này á thì sẽ chia nhóm tự động cho các bạn ha. Và sau khi mà hỏi được cái K41 là các bạn có muốn nhóm riêng hay không á thì cô sẽ chia nhóm luôn và cô sẽ thông báo cái danh sách nhóm cho các bạn. Điểm danh thì chúng ta sẽ điểm danh ở trên LMS luôn ha các bạn ha. Và khi mà điểm danh ở trên LMS thì khi nào mà điểm danh á thì cô sẽ báo cho các bạn và cô sẽ mở cho các bạn sẽ vào điểm danh. Nó sẽ vào một lúc nào đó, khi mà có thể là đầu buổi, có thể là giữa buổi, có thể là cuối buổi, vân vân, thì sẽ điểm danh vào những cái thời điểm ngẫu nhiên như vậy. Thì khi nào điểm danh thì cô sẽ báo với các bạn để các bạn sẽ điểm danh, và các bạn không cần phải lo, bởi vì là cô sẽ cho các bạn khoảng cỡ 10 phút điểm danh lận. Ví dụ như là mạng lag hay là gì không truy cập được 3G hay gì đó thì 10 phút chắc cũng đủ xoay sở rồi đúng không ạ? Đó là về về vấn đề điểm danh ha. Và vấn đề chia nhóm. Đối với cái môn học này nè thì bây giờ chúng ta sẽ nói với nhau về cái tài liệu tham khảo. Thì đối với các cái môn học mà cô đảm nhiệm á thì cô không bắt buộc các bạn phải sử dụng một cái tài liệu nào gọi là do cô phát hay cái gì cả, tức là không quy định cho các bạn cái tài liệu cụ thể đâu, tức là không ép các bạn vào một cái tài liệu cụ thể nào cả, chỉ khuyến khích các bạn thôi. Tuy nhiên là sau các cái năm kinh nghiệm á thì cô thấy là nếu như mà không đưa cho các bạn một cái tài liệu cụ thể nào á thì các bạn cũng không biết đọc cái nào cả luôn á. Cho nên là ở cái môn học này đó thì cô cũng đã biên soạn cho các bạn gọi là tạm một cái bộ tài liệu tham khảo lưu hành nội bộ do cô biên soạn, có tên là bán hàng và quản trị quan hệ khách hàng. Thì các bạn lên LMS đó đúng chưa, các bạn vào ở trong cái lớp học thì các bạn sẽ kéo xuống dưới một chút xíu thì các bạn sẽ thấy tài nguyên học tập. Trong này là nó có một cái video clip mà cô dán ở trên YouTube qua, nhìn giống đẹp đẹp đó các bạn ha. Thế nào là CRM đó, thì các bạn cũng có thể vào đây các bạn đọc để các bạn hiểu hiểu sơ sơ được CRM là gì, bởi vì CRM hiện tại thì nó cũng đối với các bạn thì cô nghĩ là nó cũng tương đối là mới, thậm chí là đối với các công ty cũng rất mới luôn á các bạn. Ở những cái công ty nhỏ các bạn, người ta cũng không hình dung được CRM là cái gì hết trơn á. Người ta hình dung đó là gì? Bây giờ mình phải lưu trữ lại số điện thoại của khách hàng. Xong rồi làm gì? Xong rồi là mình phải duy trì mối quan hệ với họ bằng cách là tới ngày sinh nhật gọi điện em chúc mừng sinh nhật chị. Rồi tới ngày gì đó em gọi điện em chúc mừng chị như thế này như thế kia, chúc mừng anh như này như kia. Thế là xong. Tức là thiết lập mối quan hệ với họ chưa đủ các bạn ơi, nó phải là một cái quy trình rất là nhiều thứ ở trong đó.
thì từ từ khi vào cái chương đó chúng ta sẽ tìm hiểu là gồm có những cái thứ gì. Tuy nhiên để mà các bạn thông thường khi mà các bạn học một cái gì đó hoặc là các bạn đọc một cái gì đó thì các bạn nên có một cái hình dung sơ sơ trước là cái gì thì nó sẽ dễ cho các bạn để mà chúng ta tiếp cận hơn, đúng không ạ? Ví dụ khi mà các bạn học một cái môn học nào đó thì hoặc là các bạn tìm hiểu về một cái lĩnh vực nào đó thì các bạn cũng trước khi các bạn đi vào từng cái lĩnh vực một cụ thể thì các bạn cũng sẽ phải hình dung được rằng là mình đang tìm hiểu cái gì đây, đúng không ạ? Thì cô đã up lên cho các bạn một cái video clip về CRM rồi, còn sale thì nó dễ rồi, đúng không ạ? Chúng ta trong marketing chúng ta cũng đã học về về sale trực tiếp rồi, đúng không? Bán hàng trực tiếp rồi, cái công cụ bán hàng trực tiếp rồi. Rồi ở đây các bạn kéo xuống một chút xíu đó thì sẽ có một cái bài giảng tóm tắt. Thì cái link bài giảng tóm tắt này đó chính là cái link mà cái bài giảng mà cô vừa nói với các bạn do cô biên soạn á. Thì nếu như mà các bạn không có sách nào để mà các bạn tham khảo đó thì các bạn có thể tham khảo cái tài liệu này cô đã biên soạn cho các bạn rồi. Ở trong đó nó bao gồm các cái chương liên quan tới những cái nội dung mà chúng ta sẽ học ở trong cái học phần này. Đó. Thì cô tổng hợp từ đâu? Cô tổng hợp từ các cái quyển ở dưới này nè, cái quyển từ nghiệp vụ và quản trị bán hàng quản trị bán hàng nè, quản lý quan hệ khách hàng này của Trương Đình Chiến, Nguyễn Văn Dung nè, rồi làm còn một cái quyển nữa đó là quyển nghệ thuật bán hàng cá nhân của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Lâm. Cô quên thống kê ở đây. Đó. Thì cô gọi là tổng hợp các cái kiến thức đó lại một cách ngắn gọn nhất cho các bạn để mà các bạn có một cái tài liệu để mà tham khảo một cách tương đối ở trong cái môn học này. Ngoài ra thì các bạn sẽ có một cái link tài liệu tham khảo bằng tiếng Anh đó, cũng có để cái từ English đó các bạn. Thì ở trong đó là hai cái tài liệu, một cái tài liệu về CRM. Thực ra là cái tài liệu này á công bố lên trên này ấy, thì nó cũng không có được hay cho lắm đâu các bạn ơi, bởi vì thật ra mình phải mua, đúng không ạ? Mình phải mua nhưng mà bởi vì nó mắc và nó có cái bản PDF á, và cô đào xuống được á, thì cô đào xuống và cô đưa lên cho các bạn xem ha. Thì trong đó có cái quyển đó là cái quyển Customer Relationship Management Concept and Technology của Francis Whittle và Stan McLaren. Thì đó là cái quyển mà rất đầy đủ luôn đó các bạn, rất là đầy đủ từ cái việc là tìm hiểu CRM như thế nào, cái quy trình thiết lập CRM đó là làm sao, tới tự động hóa lực lượng bán hàng, rồi là dùng những cái ứng dụng những công nghệ thông tin để mà tự động trong cái việc là quản lý khách hàng cũng như là quản lý bán hàng, rồi là nhiều thứ ở trong đó lắm. Nếu như mà bạn nào mà đọc tiếng Anh tốt á thì các bạn sẽ cảm thấy rất là hay ở cái quyển này, và sau này thì cô cũng sẽ chia cho các nhóm một 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 vài những cái nội dung mà các bạn sẽ phải tham khảo ở trong hai cái quyển này, tức là quyển Selling and Sales Manager này, Management này, tức là bán hàng và quản lý bán hàng của David Shopper. Thì hai cái quyển này là hai cái quyển tài liệu tiếng Anh mà cô cũng đã up lên trên LMS ở trong cái phần tài liệu tham khảo bằng tiếng Anh rồi, được không ạ? Có một cái folder là bài đọc thêm, thì thật ra trong cái folder này thì nó mới chỉ có một bài thôi. Thì nếu như mà cô tìm được cái bài đọc thêm nào hay hay á các bạn, ví dụ như ở trên mạng hay cái gì đó đó, thì cô sẽ dán cái link vào đó. Hoặc là cô sẽ, nếu như mà cô download xuống được á, thì cô sẽ đưa vào đó để chi để các bạn vào các bạn đọc. Những cái bài hay hay đó thì có thể là các bạn cũng sẽ củng cố thêm được cho mình cái kiến thức về lý thuyết, nếu như nó là tài liệu về lý thuyết. Các bạn sẽ củng cố thêm được kiến thức cho mình về các ví dụ về thực tế, nếu như cái tình huống đó hoặc là cái bài đọc thêm đó nó cụ thể cho một cái công ty nào đó, hoặc là những cái kinh nghiệm mà những cái người họ thực hành ở trong cái ngành sale và CRM này người ta đưa ra, thì cô cũng sẽ cố gắng tìm để mà đưa lên đó cho các bạn. Và cô thấy là cái lớp học này các bạn này hình như là các bạn không có hết hạn truy cập, đúng lúc nào các bạn truy cập cũng được đúng không ạ?
vì cô thực ra cái LMS này cũng mới sử dụng thôi, cho nên cô không biết là các bạn ở học kỳ cũ bây giờ các bạn vô cái lớp của học kỳ cũ có được không các bạn ơi? Cái học kỳ vừa rồi á các bạn có cần vô được không, có bạn nào thử vô không hay là thôi thi rồi dẹp luôn? Dạ vẫn vô được á cô. Nếu như vẫn vô được thì tốt quá, tức là cô sẽ update thường xuyên, nếu như có bài hay thì cô cứ thả vào thường xuyên ở trong đó, thì có thể là khi các bạn làm chuyên đề tốt nghiệp, thậm chí là sau này các bạn đi làm hoặc là một ngày nào đó các bạn ở nhà các bạn không có gì làm, không có gì đọc cả, các bạn lên các bạn đọc cũng được, thì cô sẽ update thường xuyên vào trong cái folder đó cho các bạn ha. Rồi có một cái tài liệu đó là case study tiếng Việt, thì cái case study này là một gồm một số những cái điển cứu, cái bài tập tình huống nó bằng tiếng Việt. Đã dịch rồi cho các bạn rồi và tổng hợp cho các bạn rồi ở trong này rồi. Cái file PDF thì cái case study này thì là cái nguồn điển cứu mà chúng ta sẽ sử dụng ở ở trong quá trình học. Rồi ví dụ như sau mỗi chương cô biểu các bạn là làm cái case study số mấy đó, thì các bạn sẽ bật cái file này ra nha các bạn nha. Ai có máy tính thì các bạn cái tải hết cái tài liệu này về để các bạn khỏi mất công lên bật 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 cho nó mệt á, bạn tải về máy các bạn lưu lại luôn để mà các bạn làm. Ở một số bài đọc dịch CIM này đó thì là bài làm tiếng Anh ha, nhưng mà cô thấy nó hay thì cô cũng đưa lên đây luôn và sẽ có công việc cho các bạn làm sau được không ạ? Đó là về cái phần tài liệu tham khảo mà cô cung cấp cho các bạn. Ngoài ra đó thì là các bạn tham khảo nguồn nào cũng được hết trơn, miễn sao cái nguồn đó nó đã được người ta xuất bản rồi, tức là được publish rồi ha, để cho cái nguồn cái dữ liệu mà các bạn tham khảo đó nó có giá trị về mặt khoa học. Tại vì ở trên mạng bây giờ các bạn tìm tài liệu cái thứ gì nó cũng có hết, giờ các bạn lên mạng các bạn tìm xem thử là tài liệu quản trị bán hàng hoặc tài liệu về bán hàng, tài liệu về quản trị quan hệ khách hàng nó ra nhiều vô cùng luôn, nhưng mà cô muốn là các bạn phải sàng lọc ha, các bạn phải biết sàng lọc tài liệu một tí xíu, bởi vì là ví dụ như là có những cái bài viết nó không có đúng về lý thuyết, về cái mặt khoa học, về 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 thuật ngữ của nó thì chúng ta cũng không nên tham khảo. Cho nên là rất là nhiều nguồn, tuy nhiên là các bạn hãy chọn lọc những cái nguồn nào đó mà có cái giá trị về mặt học thuật để mà chúng ta tham khảo để nó tốt hơn. Ở trên thư viện của trường của chúng ta cũng có rất là nhiều sách về bán hàng cũng như là quản trị quan hệ khách hàng. Cô thì chưa có chép lại nữa, nhưng mà các bạn có thẻ thì có tài khoản thì các bạn vào các bạn tìm xem có cái tài liệu nào mà gọi là tài liệu ebook đúng không ạ, hoặc là sách sách điện tử mà chúng ta có thể tham khảo được, có thể các bạn có thể tham khảo hết ha, hoặc là một số những cái thư viện nào đó nếu có ở các trường đại học khác mà các bạn có tài khoản thì các bạn vẫn có thể vào để tìm những cái tài liệu để mà tham khảo, càng nhiều nguồn càng tốt đúng không, tại vì kiến thức là vô biên mà. Ví dụ như khi mà cô nói với các bạn là các bước bán hàng cơ bản chẳng hạn, các bạn lên mạng các bạn search thử các bước bán hàng cơ bản nó ra rất nhiều, 4 bước bán hàng cơ bản, 5 bước bán hàng cơ bản, 7 bước bán hàng, 9 bước, 11 bước, 15 bước. Ủa sao mà nó khác nhau dữ vậy đúng không ạ? Thì cứ mỗi một cái tài liệu, một cái tác giả như vậy đó thì người ta sẽ đưa ra những cái kiến thức khác nhau rồi, và các bạn tham khảo càng được nhiều thì càng tốt, để chi khi mà các bạn ra làm hoặc khi mà các bạn ứng dụng thì các bạn sẽ thấy là cái ông này ông nói là 4 bước này, mà 4 bước này đối với cái sản phẩm của mình hình như nó chưa đủ, hoặc là mình làm một thời gian rồi mình thấy là nó vẫn chưa đạt hiệu quả, thì có thể là mình ứng dụng cái 5 bước vào, hoặc là mình thấy là trời cái này 9 bước sao mà dài dòng, sao mà tùm lum gì khó nhớ quá, sao mà nó rắc rối, nó không cần thiết thì mình bỏ bớt nó đi đúng không ạ? Nhưng mà mình càng tham khảo nhiều, mình càng có nhiều cái kiến thức nền thì càng tốt. Rồi một cái vấn đề nữa đó, cô có ghi ở dưới này, tức là các sách tài liệu về kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng vân vân, các bạn cứ tham khảo thoải mái, cứ đọc càng nhiều càng tốt dùm cho cô với. Các cái quyển sách về cô nghĩ là những cái quyển sách về lý thuyết đó, thì các bạn chọn một quyển thôi để mà các bạn đọc thôi, ví dụ như là bán hàng và quản trị quan hệ khách hàng mà cô soạn cho các bạn đó, thì cô đã lấy từ đâu ra rồi
từ các cái quyển nghiệp vụ và quản trị bán hàng này, bán hàng và quản trị bán hàng này của Nguyễn Phạm Thị Thu Phương và BA Trần Đình Hải ra, thì các bạn không cần phải đọc lại trong đó nữa bởi vì nó giống nhau cả. Thì cô khuyến khích các bạn đọc những cái quyển sách nó mang cái tính chất là truyền đạt kinh nghiệm hơn là truyền đạt về mặt lý thuyết. Ví dụ như là cái quyển nghệ thuật bán hàng bậc cao của Zig Ziglar, hoặc là cái quyển kinh thánh về nghệ thuật bán hàng của Jeffrey chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy là ở trong những cái quyển sách này đó, khi các bạn đọc các bạn sẽ không bị cái kiểu là bán hàng là gì, phân loại bán hàng, người bán hàng phải làm công việc gì, đúng không ạ? Mà ở đây người ta sẽ nêu cho các bạn các cái câu chuyện nó xoay quanh những cái thương vụ cụ thể. Ví dụ hôm nay có khách hàng đi vào cửa hàng và tôi ra bán hàng tôi gặp phải như thế này nè, và tôi xử lý nó như thế này, và sau khi xử lý xong như vậy thì tôi rút ra cho các bạn một kinh nghiệm là như vậy nè. Đó thì cô nghĩ là các bạn sẽ tiếp cận được nó hay hơn, nó tốt hơn, và cũng như là nó đỡ có bị nhàm chán hơn so với việc là các bạn đọc lý thuyết, bởi vì lý thuyết cô dạy cô tổng thống kê cho các bạn trong quyển sách kia toàn lý thuyết không à, đúng không ạ? Rồi ví dụ như kinh thánh về nghệ thuật bán hàng thì sao ạ? Nó sẽ có những cái câu nó chỉ cho các bạn cách làm thế nào để chào chào khách hàng một cách hiệu quả hay gì đó. Thì các bạn đọc những cái quyển đó thì các bạn sau này các bạn ra đi làm thì các bạn sẽ thấy được rằng là nó có phù hợp với mình hay là không, phù hợp với ngành nghề của mình hay không, mình có thể ứng dụng vào được hay là không. Đó thì đó là vấn đề về về tài liệu tham khảo ha. Trong quá trình học thì có thể là phát sinh một số những cái tài liệu tham khảo khác nữa, tại vì rất là nhiều mà cô chưa lật được á các bạn ha, cũng như là chưa có đẩy lên hết được cho các bạn, thì cô sẽ đẩy lên dần dần để cho các bạn tham khảo. Tuy nhiên đó là những cái tài liệu tham khảo chính mà các bạn có thể tham khảo. Ở đây thì có một cái quyển gọi là của Neil Rackham, tăng tốc bán hàng bằng spin. Thì spin là một cái công thức bán hàng, là một cái quy trình, một cái công thức bán hàng. Tuy nhiên cái công thức bán hàng bằng spin này nó sẽ sử dụng cho những doanh nghiệp bán hàng B2B. Khi mà các bạn học về hành vi khách hàng đó, đúng không? Thì các bạn sẽ học là gì? Khách hàng là cá nhân và khách hàng là tổ chức. Khách hàng là cá nhân người ta hay gọi là B2C, Business to Customer, và B2B là Business to Business, tức là doanh nghiệp của chúng ta bán hàng cho một doanh nghiệp khác. Khách hàng, thị trường là tổ chức. Đó, thì nó sẽ có cái sự khác biệt nhau ở trong cái giá trị mà người mua họ cần, bởi vì nó có cái sự khác biệt này, và cái sự khác biệt này tương đối là lớn đó các bạn à. Cho nên là người ta đưa ra những cái công thức riêng cho B2B. Thì ở trong cái nội dung của cái học phần của chúng ta thì chúng ta tập trung vào khách hàng B2C, tức là trong cái việc là kỹ năng bán hàng cá nhân cũng như là quản trị quan hệ khách hàng. Ở đây thì chúng ta học chung chung và nó nhắm tới cái đối tượng khách hàng là B2C nhiều hơn là B2B. Bởi vì lý do vì sao ạ? Bởi vì cái lượng khách hàng B2B đó, thì khi các bạn học thì các bạn cũng biết là nó sẽ tuân theo cái nguyên tắc là gì ạ? Pareto, tức là mỗi một cái doanh nghiệp thì họ chỉ có khoảng bao nhiêu các bạn? 20% lượng khách hàng là B2B thôi. Tuy nhiên 20% cái lượng khách hàng này đó nó sẽ chiếm cái tỷ trọng về doanh số tương đối là lớn, tức là khoảng có 7 tới 80% cái lượng doanh số. Ví dụ như là bây giờ các bạn kinh doanh rau củ ha, nhà các bạn trồng được rau hoặc là trồng được cây gì đó các bạn bán. Bây giờ các bạn có hai cái thị trường là thị trường khách hàng bán lẻ và một cái thị trường khách hàng là B2B, tức là người ta mua sản phẩm của các bạn về, người ta biến thành một cái loại gì đó, trái cây sấy, xong người ta mới bán. Đó là doanh nghiệp sản xuất, đúng không? Tức là cô mua về nhưng mà cô không bán chính cái sản phẩm nó ra, mà cô bắt đầu sản xuất một cái gì đó và cô mới bán ra thị trường. Hoặc là một trường hợp khác, đó là một cái tổ chức người ta kinh doanh thương mại, tức là bây giờ người ta cũng mua cái quả đó về nhưng mà người ta lại tiếp tục phân phối ra, ví dụ như là các cái cửa hàng nè, hoặc là siêu thị nè, đúng không ạ? Cũng là khách hàng B2B của mình. Tức là như vậy thì các bạn sẽ thấy là cái lượng khách lẻ của các bạn rất là nhiều, tức là mỗi người mua 1 ký 2 ký rồi gì gì đó, rất là nhiều. Nhưng mà cái doanh số cộng lại trong vòng
một tháng của cái B2C đó, nó không bằng gì một lần lấy hàng của cái B2C, không bằng một lần siêu thị nhập hàng đó. Cho nên là các bạn chỉ có một cái đơn vị hoặc là một cái khách hàng là B2C thôi, nhưng mà nó chiếm cái tỷ trọng về doanh số và nó góp phần vào cái hiệu quả hoạt động kinh doanh của các bạn rất là lớn đó. Cho nên là nếu như sau này các bạn làm bán hàng cho B2B chẳng hạn, thì các bạn cũng có thể lưu lại cái tên của quyển sách, tức là tăng tốc bán hàng bằng spin này, nó sẽ có một cái quy trình tạo giá trị khác cho các cái doanh nghiệp. Người ta sẽ quan tâm tới cái điều gì và cái quy trình đặt hàng của họ có giống như khách hàng khách lẻ hay không, nó khác nhau. Cho nên là ở đây có một cái tài liệu như vậy để mà chúng ta sử dụng cho cái thị trường là B2B. Mặc dù là chúng ta không học nhưng cô cũng đưa vào đây luôn để mà các bạn có một cái nguồn tài liệu tham khảo nó phong phú, phòng trường hợp mà sau này các bạn cần. Cô nói thêm về một cái quyển sách nữa, đó là của tác giả Zig Ziglar. Thì các bạn biết cái tác giả Zig Ziglar này là một cái tác giả rất là nổi tiếng ở trong cái lĩnh vực bán hàng. Ông này đó, thì ông tác giả này ông xuất phát từ một cái người đi bán hàng, tức là ông là trong nghề bán hàng đó các bạn. Trước đây là ông bán đủ thứ hết đó, bán nồi niêu xoong chảo nè, rồi bán xe cộ nè, bán đất đai nè, bán nhà cửa nè, bán đủ thứ hết. Tức là ông lăn lộn trong nghề bán hàng rất là nhiều, và ông nghiên cứu về những cái khoa học, những cái lý thuyết về bán hàng cộng với việc tích lũy kinh nghiệm nữa. Thì sau khi mà ông gọi là bỏ nghề bán hàng, dừng cái nghề bán hàng của mình lại rồi, thì ông bắt đầu viết sách. Và ông viết những cái quyển sách mà tại sao cô lại đặc biệt nêu tên ông ra đây, bởi vì những cái quyển sách của ông thì có một cái nét văn mà các bạn đọc các bạn cảm thấy nó gần gũi, nó hơi ngộ ngộ, nó hơi vui vui một tí thông qua những cái câu chuyện bán hàng rất là bình thường hàng ngày thôi. Và sau mỗi câu chuyện như vậy đó, thì ông sẽ rút ra được một cái bài học kinh nghiệm ở trong bán hàng cho các bạn. Thì là các bạn cũng có thể đọc thêm những cái đầu sách hoặc là những cái tài liệu của tác giả Zig Ziglar này nha. Ví dụ như là ở trong cái mở đầu của cái quyển kinh cái nghệ thuật bán hàng bậc cao này đó, thì ổng giới thiệu về bản thân ổng mà. Ổng là xuất thân từ một cái người đi bán hàng như vậy, và sau bao nhiêu năm lăn lộn với nghề đó, thì ổng mới quyết định là một ngày nọ dẫn vợ đi mua nhà. Vì các bạn biết đó là ở Mỹ á, thì cái việc mà mua nhà đó thì có những người có thu nhập cao á và ổn định thì thường họ mới mua nhà, còn bình thường thì họ đi thuê thôi. Bởi vì cái luật về đất đai ở bên đó, cũng như cái luật về về việc là cái trách nhiệm của một con người khi mà họ sở hữu cái nhà rất là lớn. Ví dụ như các bạn đi thuê nhà đó, các bạn đi cô giờ đi cô thuê nhà của các bạn, tự nhiên một ngày nào đó cô về cô dập cửa, cửa nó rụng ra, cái cô gọi điện cho chủ nhà, cô kêu là ông ơi, cái cửa nhà ông nó rụng ra rồi, tới sửa đi. Thế là ngày hôm sau các bạn phải vác đồ các bạn tới các bạn sửa nhà, đúng không? Tức là còn ở Việt Nam mình thì sao, khi mà các bạn thuê cái nhà thì các bạn rụng ra thì các bạn tự sửa vân vân cái kiểu ha. Nhưng mà rồi ví dụ như là các bạn thuê cái nhà đó nhưng mà cỏ nó mọc cao lên tới đây nè, và khi mà cỏ nó mọc cao lên tới đó đó, thì vì nó có cái quy định về về cái mỹ quan thành phố. Ví dụ như cỏ ở sân nhà các bạn á, mà nó mọc cao lên khoảng cỡ hơn 20 cm mà các bạn không cắt á, thì các bạn sẽ bị phạt. Tức là nó đi ngang, cô lít nó đi ngang, nó thấy các bạn cỏ mọc cao lên 20 cm rồi, nó viết cái phiếu nó để lại là cắt cỏ đi nha. Rồi một tuần sau hoặc mấy ngày sau nó quay lại, các bạn chưa cắt cỏ đúng không? Và cái người cắt cỏ là ai? Nó phạt ai ạ? Phạt cái người đứng tên cái căn nhà đó, nó là chủ cái căn nhà đó đó. Rồi là thuế nè, rồi là phí dịch vụ vệ sinh, rồi dịch vụ về cây cảnh, rồi nói chung tất tần tật đều trạc ở trên cái người chủ nhà hết á. Và cái người chủ nhà nó bằng cách nào đó có thể tính lại với cái người thuê nhà hoặc là tự chịu hay gì đó thì cô không biết. Cho nên là cái việc mà cho nên họ thích đi thuê nhà hơn. Đồng thời là có một số những cái tiểu bang á, thì là các bạn biết là mua một cái căn nhà thì ở Việt Nam mình cái luật đó là khi các bạn mua đất á, số gọi là sổ hồng đúng không, thì là các bạn có cả đất có cả nhà trên đó và các bạn sở hữu vĩnh viễn luôn. Nhưng mà bên đó thì có những trường hợp là khi mà các bạn mua nhà vậy á, thì các bạn chỉ được sở hữu 50 năm thôi, sau 50 năm các bạn
phải mua lại, nên các bạn không có cha truyền con nối được mà các bạn phải mua lại. Cho nên là các bạn tính ra là nó không có lợi như là mình đi thuê nhà, cho nên hầu hết người ta đi thuê nhà. À, cho nên những cái người giàu có và có tiền tí thì họ bắt đầu đi mua nhà. Và ông kể là gì ạ? Ông với vợ thì đi mua nhà. À, và ông có trong tay là cô không nhớ cái con số cụ thể, nhưng mà các bạn có thể hình dung là ông có khoảng cỡ giả sử như là 10 tỷ đồng đi, 500.000 đô ha. 500.000 đô để đi mua nhà. Và hai vợ chồng á thì cũng nói chung là ổng có kinh nghiệm trong nghề bán hàng mà, coi rất là nhiều nhà. Đi tới chỗ này coi, đi chỗ kia nó quảng cáo, đi tới coi thì nhà nào á mà trong cái mức tiền của ổng á ổng theo kê á, thì bà vợ bà không chịu, bà cứ chê chỗ này bà chê chỗ kia. Nhưng mà bây giờ mua nhà mà vợ nó không chịu, nó cuốn gói ra khỏi nhà đổ nợ mình nó, đúng không? Cho nên là cũng không mua được. Cho tới một cái ngày nọ thì trong khi hai vợ chồng đi ngang qua một cái con đường thì bị mắc mưa, thì dừng xe lại. Thì khi mà dừng xe lại, khi mưa to quá đó, thì nhìn qua bên kia đường thì có một cái căn nhà đang rao bán. Và bởi vì trời mưa thôi tạt qua coi luôn. Thì khi coi căn nhà này thì giá của nó không phải là 500.000 đô nữa các bạn, mà giá nó là 700.000 đô. Và ai là người mua? Ông chồng á, ông Zizitler này nè, ông phải bỏ tiền ra ông mua, chứ bà vợ bà không có tiền à. Nhưng mà bà vợ bà lại rất thích cái căn nhà 700.000 đô đó. Và ông nói là gì ạ? Cái cuộc đi mua nhà của ông nó trở thành một cái cuộc đi mua mà giống như là bà vợ là người bán nhà. Bởi vì bà vợ bà rất là thích mua căn nhà này mà, đúng không ạ? Còn ông là người đi mua. À, và cái vấn đề mà ông nói đây là gì? Tôi thì cầm trong tay 500 nghìn mà ngôi nhà này tới 700 nghìn. Hỏi hỏi các bạn làm sao tôi mua được, nhưng bà vợ thì rất là thích. Vậy thì bây giờ các bạn thử suy nghĩ xem có cách nào, giả sử các bạn đặt các bạn vào vị trí là bà vợ đó, thì các bạn có cách nào để mà thuyết phục được ông chồng mua cho mình cái ngôi nhà này không? Các bạn thử suy nghĩ đi, suy nghĩ và thảo luận xem cho nó xôm lên tí, chứ cô thấy nãy giờ cô nói không buồn quá. Các bạn có thể thảo luận ở dưới hình thức là các bạn bật mic lên, hoặc là các bạn có thể gõ ở cái ô chat đều được ha. Thử xem mỗi người thử suy nghĩ xem làm thế nào để thuyết phục được cái ông này ông mua nhà đây. Mình là đang là ở vai trò là bà vợ đó, nhưng mà ông nói là gì ạ? Giống như bà vợ là người bán, còn tôi là người đi mua vậy đó. Bà vợ bà thích quá đây, còn tôi thì tôi không chịu mua, bởi vì tôi không có tiền, bởi vì tôi nghĩ tới cái khoản mà phải phải trả thêm 200.000 nữa, tôi đau đầu quá. Các bạn có nghĩ ra cách nào không ạ?